Ampun, bagus, terima kali aja dah. Dolah mau. Tak pu mau belu men mau pun. Mau belu num mang teh. Tuan dolah lebih bang puru, terus ngai. Tepan dah tam pu linjing ni, tuan tercek. Mò vào phố luôn, mò ở trên nó tam u mịch thông thông đấy nó bao giờ mẹ còn chết à, đây nó là kiểu bực sọc mà anh chứ bàn chết chắc bà u cao cao vinh một rừng đàm chư prick ấy mô mô ngọp ơ cái u nít con vinh mừ còn như tương này chê linh nó kêu thế bao phu nó ua ua bực tập phú bao phu tập ạ phú màu lư mến nè bao phu thế bao phu nó tập ạ làm vương mà lấy bóng này. À đây bà phụn. Sọc món thế. Nó khởi thơm thế bà phụn rồi. Sọc. Sọc đá bà phụn. Nó mực. Lọc nó kêu bức. Chạy nhanh vào đi. Nó chạy. Tất cổ chạy thiên. Bởi tất cao mới nhạc đa đa viên tam u. Nó đau ngon đấy bà phụn. Cho ôn mất thì chết sếp mà thế bao phố này tất cả đi tao thứ thì bao phố rưu hộ phá đấy bao phố rưu hộ rưu hộ chạy màu nó ố à rưu hộ mấy bác cho bao phố mà nó mưa nó rưu hộ nó được lành được tay lương nhá bao phố mà bền nó hú người từ hạt đàm nắng bao phủ tại hiện một quả đấy đừng đàm ấy nè cái đục mất tất mấy bao phủ người tập là vương bao đấy bao phủ canh nó cứ này nó còn chia rồi cái bao phủ là che nó nó siêu tức chết vô món là bao phù nè u ấy đại u lăng từ lưu theo bao phù nữa đừng đòn ai đi một nùng mục nè nùng ngọc phần an ấy đừng mình là cái bục nùng nóng đang là mình đào linh linh đầu tiên nữa. Thế bao phù này tập phù ông cung khô ấy. Khe này khi đạch tập ở nơi ta u nâng muốn nhìn chè ngon đã chỗ u nâng muốn muốn đạch tập nhìn chè ngon rồi nằm thì cho một xa mưa tụi đạch kế u ni nâu quỳnh thế mà vốn ta hú ngủ mà đạch tập hơi rồi nằm đạch một rừng nằm này ọt tụi đạch ở u kia trông trông u thông thống là bà vốn nó ôn riêng tôi đấy đấy qua tham vì ắt đạch chắc bao người mượn bùa nó sẽ tỉnh vào bóng nô tập bộ lứ thòm chiên đây na khi ông phước bao hôn khơi nhé mà này cái đau bữa lần tôi lư với nhô luôn đây giờ hôi cái đau cũng đau bao bố rồi còn nó kia đi theo quát ban đây lấy na min lúc đông phai đa viên đâu sài đông để cho đi đi nông còn hơi thì về chu nông tiêu đọc thọc vô nó mong thì toàn thấy bốn cân đau mình tên mà vốn nghe bảo vốn nộp sẽ tì và bảo vốn đó là một tri rút rồi nộp thế bảo vốn thì trái bảo vốn à
mà đặt tật hơi u nè u tụt đây nó nằm bay hay lì chứ nó tật là mệt chứ còn chèo u thông thông thiên thì u tụt cho mùi xong một bộ đai mưa thòm chìa đấy chiều bực lúc bọn ta chi mong tê nó u xinh xinh đau vô thôi mong ọt miền lúc trộn chỉ là chè phương chè ọt u ní nằm nó phương ọt chè chè đó là chè khá kháng rồi bà hồn chè bà hồn này tập hù mộc lưu mẹ nó bà hồn ấy trịp mong đi xa vương mong đi tập trịp núm nằm bà bồn ơi nè bù run đây bà bồn ơi rất run trong bồn nè đỏ khiu mong đi nó rất là run bò mưa lúc bọn thì chi tập hú máu ở bờ vừa nghe hú mọc lứa nó bờ vừa ông phụng đã ngon u ní tôi tê thật đạch tất để cho mà mưa lên nữa cho mong nó tập hú ở bà phụ nữa chanh màu vina đấy nhỉ màu vi lứa màu phụ nông mà này cái bà phụ thoáng chia đó là khiêu bực mong thế u ní bùn răng ai chứ bù mà lúc bà bố bùm lúc chết ốc à đau tôi thì chạy mong thế thử nhé bà phú này lâu ạ có tám ú tám tật hú à bà phú cho mình chúng ta đón lưu cho mưa bà phú mưa cho mình tất chênh màu bì na nhé nó bà phú ok bà con tập khu mau mong đó bà con ơi mà nè nó tàu hoa u nó ngon tập này khu đó là bà con như thon kia thì nào bà con mà nè chuồi mà lúc có thể chơi mong đây bình đau anh mình đấy rồi tập phong cho tôi xíu chạy strip mong tập tập trịt nung kéo u rứ nào bà bốn u rứ dương phung ra khoao dương u rứ lâu dương tàu chế hả bà bốn tàu phung chế tàu phung chế bứa nâng tập lâu kê nô krom bà bốn đó khuyên riêng xa tôi nhung cổ chết đau liên đâu khuyên xa mình chết thoát lý nào bảo bốn mưa này rồi lần lần mưa khiêu rất đau rốn nào bảo bốn rốn có bầu dương này một phần chuyện nha sắp ra chân nha mình lãnh nào bảo bốn mình tất cổ miên hô ạ đạch tất liên hô ngâu món đây bảo bốn thế bảo bốn này lắp bưng nó bị thòm chiệt nha chịu bực cho màu đấy xa đây này thử nhé đột tà mọt u dưới nè u rư dưới nè thế rồi phốn xa đây bà phốn
chạy mà lúc chạy là cháy nè thòn chiết nè chạy nhầm xùm ràm thịt sân hụt tập hụt bày sân chạm việc cơ chạm chung nè thịt bye bye.